Theo khung kế hoạch năm học 2023-2024, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 28 tháng 8, riêng học sinh khối lớp 1 tựu trường vào ngày 21 tháng 8. Thời điểm này, ngành giáo dục các địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường. Năm học này, trường tiểu học Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng có 14 lớp với gần 450 học sinh. Để đón học sinh tựu trường, những ngày này các thầy cô giáo thường xuyên có mặt để dọn dẹp vệ sinh, trang trí phòng học. Khu vực sân trường cũng trở nên khang trang hơn với công trình nhà mái vòm vừa mới được đầu tư xây dựng. Đây vừa là khu vui chơi, vừa tích hợp thành thư viện thân thiện, đem đến không gian học tập, thư giãn lý thú cho học sinh. Thăm nắm tình hình của lớp và nắm được đặc điểm học sinh của lớp mình về chất lượng của lớp, của năm học trước đấy, để tôi có sự chuẩn bị điều kiện về công tác, về hoạt động giáo dục, cũng như là về môi trường, cũng như là về tại tìm hiểu về tâm sinh lý của học sinh để có thể là cô trò có thể hòa nhập với các em cách tốt nhất. Nhà trường cũng đã phổ biến tới tất cả các cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thông báo tới phụ huynh học sinh để nắm bắt được cái lịch tựu trường của nhà trường theo văn bản chỉ đạo cấp trên. Về công tác chuyên môn thì nhà trường cũng đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tập huấn và nâng cao cái nghiệp vụ chuyên môn của mình để chuẩn bị cho năm học mới. Khuôn viên nhà trường được chỉnh trang lại khiến thầy và trò trường trung học cơ sở Tiên Phong xã Chí Đám cảm thấy phấn khởi háo hức khi quay trở lại sau kỳ nghỉ hè. Toàn bộ dãy nhà lớp học của nhà trường đã có diện mạo mới. Trường lớp được vệ sinh sạch đẹp, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh. Những tiết mục văn nghệ được các em luyện tập hăng say, hứa hẹn không khí vui tươi chào đón năm học mới. Em cùng các bạn đang tập văn nghệ để chào năm học mới và khi được đến trường thấy các lớp được dọn dàng sạch sẽ, em cảm thấy rất là vui. Em mong chờ một năm mới đầy sự vui tươi và đạt kết quả tốt trong học tập ạ. Sĩ số nhà trường là 17 lớp với 680 học sinh. Với cái điều kiện cơ sở vật chất và với cái tinh thần của cán bộ giáo viên học sinh trong năm học này thì tôi cũng hy vọng là chúng tôi với tâm thế phấn khởi sẽ bước vào năm học 2023-2024 gặt hái được những thành công mới. Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các địa phương huy động và lồng ghép các nguồn lực để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các nhà trường đồng bộ hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng về cơ cấu, số lượng và chất lượng. Về cơ sở vật chất đã chỉ đạo các nhà trường là đẩy mạnh cái tiến hành cái việc là vệ sinh cảnh quan môi trường, xây dựng kế hoạch để đón học sinh trở lại tựu trường. Về đội ngũ trên cơ sở là dự tính trước cái số lượng giáo viên biên chế sẽ được tuyển dụng. Trên cơ sở đó cái phần còn thiếu giáo viên theo cơ cấu bộ môn thì báo cáo để phòng giáo dục đào tạo phối hợp với nội vụ để báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xem xét là phân công giáo viên dạy liên trường để đảm bảo cái đội ngũ đảm bảo thực hiện cái nhiệm vụ của năm học mới. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 9 sẽ khai giảng năm học 2023-2024. Với công tác chuẩn bị chu đáo, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế mới và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo mà tỉnh đã đề ra.